Mến chào quý khán thính giả thân yêu của kênh Ngẫm Sự Đời, chúc quý vị có một ngày mới bình an và may mắn. Thưa quý vị, trên thế giới này, con người là muôn hình muôn vẻ. Có người chân thành nhưng cũng sẽ có người giả dối. Có người đến chết cũng không thay đổi, nhưng cũng có người vong ơn phụ nghĩa. Vậy nên người xưa mới có câu nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường, đi ngàn dặm đường không bằng xem thấu lòng người. Bản thân mỗi chúng ta đều muốn kết giao với những người mang năng lượng tích cực để học được những điều tốt đẹp. Và ai cũng hiểu rằng phải tránh xa những người thâm hiểm, xảo quyệt, bởi những kẻ đó vì lợi ích mà có thể bán đứng hết thảy. Một khi lỡ kết giao nhầm với kẻ tiểu nhân, những gì bạn nhận được cũng chỉ toàn là dối gạt, thậm chí lúc bất cẩn còn có thể bị đâm lén sau lưng lúc nào không hay. Phàm những kẻ tiểu nhân xảo quyệt thường có những đặc điểm dễ nhận biết dưới đây. Chỉ cần nhẩm ba điều này dựa vào những đặc điểm của kẻ mưu mô để phán đoán và cân nhắc các mối quan hệ của bản thân, xem những người ở bên cạnh mình, ai chân thành, ai giả dối. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đặc điểm thứ nhất, luôn nghĩ đến lợi ích của bản thân. Đặc điểm của kẻ mưu mô phải kể đến đầu tiên chính là những kẻ tâm cơ thâm hiểm, tìm mọi cách để đầu cơ trục lợi, chỉ muốn thu lợi từ người khác chứ không chịu hy sinh bất cứ thứ gì của mình. Người xưa dạy rằng trên đời có hai thứ mà rất khó để nhìn bằng mắt thường, một là mặt trời, hai là lòng người. Nhân chi sơ tính bản thiện, nhân tính vì không vượt qua được thử thách nên trong lòng mới hình thành nên những mưu đồ thâm hiểm khó lường. Khi kết giao với những kẻ mưu mô, bề ngoài kẻ đó tỏ ra rất thiện lương, vô hại. Nhưng chỉ cần là những việc có liên quan đến lợi ích thì sẽ lộ ra bộ mặt đầy tham lam và xảo quyệt. Những kẻ như vậy luôn nghĩ cách để chiếm lợi ích từ người khác. Cùng nhau đi ăn sẽ không bao giờ chủ động trả tiền. Chính vì thế mà kiểu người như thế khó có một tình bạn lâu dài, bởi vì tiếp xúc lâu sẽ nhìn ra được lòng người. Người khác chịu thiệt mãi rồi cũng sẽ nhận ra kẻ đó mang bụng dạ xấu xa nhỏ nhen. Vốn dĩ bản thân con người cũng có mưu đồ, cũng không phải chuyện gì xấu. Nếu áp dụng mưu đồ đó vào đúng nơi đúng chỗ thì sẽ được đánh giá là người lanh lợi và mưu trí. Song nếu đặt sai chỗ, dùng vào những mục đích xấu xa hại người, đầu cơ trục lợi, giở trò đâm sau lưng người khác, gây xích mích chia rẽ, thì sẽ biến thành kẻ xảo quyệt, tiểu nhân nham hiểm. Vì thế, kiểu tâm cơ hại người để làm lợi cho bản thân này chính là một trong những biểu hiện dễ nhận thấy của những kẻ mưu mô, tâm thuật bất chính. Đặc điểm thứ hai, chỉ thấy những mặt xấu của người khác. Ai cũng đều có mặt tốt và mặt xấu trong con người mình, cho nên khi kết giao với người khác, chúng ta nhất định phải cố gắng nhìn ra mặt tốt của đối phương. Khoe khoang, thích vạch trần khuyết điểm của người khác, bêu ríu chuyện không hay của người khác. Cố tìm cái chung để gác lại cái bất đồng thì mới có thể chung sống hài hòa với nhau. Nhưng những kẻ bụng dạ mưu mô xấu xa thường chỉ nhìn ra mặt xấu của người khác, hơn nữa còn liên tục hạ thấp đối phương để đề cao bản thân. Những kẻ đó thậm chí còn luôn thích rêu rao chuyện xấu của người khác ở những nơi công cộng, như muốn cả thế giới biết rằng mình xuất sắc hơn người khác. Có câu, cười người hôm trước, hôm sau người cười lại. Hôm nay chê bai nhạo báng một người, không ai biết rằng nhiều năm sau, những người từng bị bạn cười nhạo, chế giễu, rồi sẽ có một ngày họ sẽ khiến bạn hối hận không kịp hay không? Kết giao với người khác không thể không có lòng đề phòng mặt tối trong con người đối phương, nhưng không nên xoáy sâu vào khuyết điểm của người đó và dùng quan điểm méo mó xấu xa của cá nhân mình để suy đoán về bản chất người khác. Người xấu trên đời không ít, nhưng không phải là không có người tốt. Nhưng trong mắt những kẻ bụng dạ xấu xa và xảo quyệt, thế giới không có ai tốt cả, vì bản thân ích kỷ nên nhìn ai cũng cho rằng đối phương tham lợi như mình. Con người sống trong xã hội, bất cứ việc gì cũng đều phải để lại một chút không gian, một đường lui, đừng khiến mọi việc rơi vào bước đường cùng. Có nhiều chuyện bản thân tự hiểu là được, tha thứ được cho ai thì hãy tha thứ, không cần thiết phải giữ chặt không buông việc xấu của người khác. Việc này đối với ai cũng đều không có lợi, cho nên những ai cười trên nỗi đau người khác hoàn toàn không xứng để chúng ta làm bạn. Đặc điểm thứ ba, miệng đam mô, bụng một bồ dao găm. Thêm một đặc điểm của kẻ mưu mô nữa mà chúng ta cần ghi nhớ là những kẻ như thế thường sống hai mặt. Trước mặt là một bộ mặt, sau lưng lại là một bộ mặt khác. Có một kiểu người trước mặt thì xu nịnh đủ điều, nói tất cả những điều tốt đẹp về bạn, tươi cười vui vẻ với bạn. Nhưng một khi gặp được mối quan hệ về lợi ích, họ không ngần ngại buông lời nói xấu bạn một cách thậm tệ.
một giây trước có thể đang tranh cãi mặt đỏ tận mang tai với bạn, nhưng nếu biết bạn có thể mang tới lợi ích cho những kẻ đó, đối phương có thể lập tức thay đổi thái độ, sẵn sàng trở mặt xu nịnh. Những người đó nhìn thì chính trực như người quân tử, nhưng ít ai biết được bộ mặt thật giả dối. Đó chính là kiểu người hai mặt. Loại người giữa suy nghĩ và lời nói không có sự đồng nhất này, trong mắt chỉ có lợi nhuận, thường giở trò bẩn thỉu không đáng để kết giao. Cũng giống như trường hợp có một người tới vay tiền bạn, lúc chưa vay được thì tươi cười, nói hết lời ngon ngọt nịnh nọt bạn. Bạn không cho đối phương mượn tiền là quyền của bạn, còn cho vay là ân huệ với người ấy. Nhưng người đi vay chưa chắc đã hiểu được đạo lý này, nhất là những kẻ xấu xa. Một khi không vay được tiền của bạn, kẻ đó chắc chắn sẽ lật sang một thái độ khác trước mặt bạn. Những người tươi cười trước mặt ta nhưng lại sẵn sàng đâm sau lưng ta, sớm muộn cũng sẽ có ngày trở thành kẻ thù. Cho nên đối mặt với những người này, chúng ta vẫn nên cắt đứt quan hệ càng sớm càng tốt. Bạn bè chân chính thì sẽ không toan tính mưu đồ hại nhau, nhưng tiếc rằng trong xã hội vụ lợi này, bạn bè chân chính được mấy người đây, mà những kẻ mưu mô xảo quyệt lại rất giỏi che giấu bản chất thật, khó mà phát hiện ra mặt xấu xa của kẻ đó. Đời người rất quý giá, kết nhầm bạn là lãng phí cuộc đời, vì thế việc kết bạn cần hết sức thận trọng. Nhưng cho dù là đối mặt với người lạ hay quen, chúng ta vẫn nên duy trì một chút cảnh giác. Nếu như làm bạn với những người có tâm bất chính, sớm muộn rồi chúng ta cũng sẽ gặp chuyện bất lợi. Với những người có ba đặc điểm của những kẻ mưu mô kể trên, chúng ta càng nên thận trọng hơn khi kết giao. Thưa quý vị, sống trên đời như thế nào là hạnh phúc nhất? Câu hỏi này có vô vàn những đáp án khác nhau. Người cho rằng phải có nhiều tiền, phải có một gia đình trọn vẹn, hay được đi du lịch nhiều nơi. Ai cũng có lý riêng để giải thích cho những đáp án đó của mình. Còn với riêng tôi thì sống vô tư, không toan tính mới là khởi đầu của mọi hạnh phúc trên đời. Tục ngữ có câu, sợ lỡi trời cởi cho, so đo trời co lại. Bạn sẽ mãi mãi không thể có được sự công nhận và ủng hộ từ người khác nếu vẫn cứ giữ khư khư thái độ ích kỷ đó. Toan tính càng nhiều, bước chân càng nặng, đường sẽ trở nên khó đi hơn. Có một anh nhân viên giỏi giang và mẫn cán, nhìn chung mọi thứ đều ổn, nhưng anh vẫn mãi chỉ là một nhân viên cấp dưới. Một lần nọ, anh có tham gia ứng cử làm trưởng nhóm cho một dự án quan trọng. Sếp từ chối với lý do anh còn trẻ, thiếu kinh nghiệm. Nhưng nguyên nhân thực tế chính là do tính anh hay ngại khó và hẹp hòi. Mỗi lần sếp yêu cầu tăng ca là mỗi lần anh ca thắng. Nếu có làm thì cũng ra điều kiện ngược lại. Anh luôn cảm thấy phiền phức mỗi khi đồng nghiệp nhờ cài phần mềm hay đi mua đồ. Khi ăn cơm, anh luôn nhanh chân chiếm chỗ đẹp. Khi đi xe, anh cũng đòi được ngồi ghế sau. Anh lúc nào cũng chỉ khư khư tranh phần lợi về phía mình mà không nghĩ cho người khác. Nhưng sống ở đời, người nào càng sợ thiệt thì lại càng hay phải chịu thiệt thôi. Có câu rằng, không phải chúng ta nắm giữ được quá ít, mà chúng ta đã tính toán quá nhiều. Đừng nhìn người khác sống hạnh phúc mà cảm thấy mình bị mất mát và áp lực. Kỳ thực những thứ mà chúng ta nhìn thấy chỉ là biểu hiện bên ngoài, còn bên trong chỉ mỗi người tự biết. Dục vọng và ham muốn của con người thì nhiều vô cùng, nhiều không kể hết. Ai cũng truy cầu cuộc sống cao, mong muốn bản thân có mọi thứ, đạt được mục tiêu của mình. Nếu đạt được rồi thì nhất thời cảm thấy vui vẻ, nếu không đạt được thì thấy thống khổ cả đời. Trên thế gian không có thứ gì hoàn mỹ, không có khuyết điểm. Nhưng ít ai biết được rằng không hoàn mỹ mới khiến cho cuộc đời trở nên đẹp đẽ. Chỉ có không ngừng vượt qua những thất bại, con người mới cảm nhận được niềm vui trong đời. Người xưa thường nói người biết đủ thường vui, nhưng mấy ai đạt được cảnh giới này? Không phải con người đạt được quá ít mà là mong muốn của con người quá nhiều, nên mới thường xuyên thấy chưa đủ. Trời đất rộng lớn có đủ những thứ kỳ lạ, có quá nhiều thứ hấp dẫn, mê đắm lòng người. Chúng ta khó có thể không động tâm, khó có thể không ham muốn, khó có thể ngừng ảo tưởng. Đứng trước những điều say mê hấp dẫn ấy, có bao nhiêu người bị cuốn đi, có bao nhiêu người không bị lạc đường. Biết đủ mới có thể kiềm hãm được dục vọng của bản thân, đứng vững trên đường đời. Cách tốt nhất chính là luôn vui vẻ, rộng lượng với cuộc đời, với chính mình. Rộng lượng là khi ta sống không chỉ cho mình mà còn biết nghĩ đến người khác. Trong cuộc sống cũng như trong công việc, người chủ động nhận lỗi mà không đùn đẩy chưa chắc đã là người sai. Nhưng chắc chắn họ không phải là kẻ nhỏ nhen và hẹp hòi. Người nào cho đi vô tư chưa chắc đã là người không biết tính toán, nhưng họ chắc chắn là người đáng tin. Người dù phải chịu thiệt, không ca thắng, có thể không phải vì họ thích như thế, mà bởi họ có tấm lòng nhân hậu.
người đời ai cũng có những toan tính cho riêng mình mà không hề nói ra cho người khác biết. Nhưng hãy nhớ rằng sẽ không có ai đặt lòng tin vào một người ích kỷ, càng không có ai muốn kết giao với kẻ có nhiều toan tính và mưu mô. Chỉ cần bạn chịu cố gắng thì chắc chắn sếp sẽ cho bạn nhiều cơ hội hơn. Nhờ vậy, tiền đồ của bạn cũng trở nên rộng mở hơn. Người khác sẽ luôn ghi nhớ những lần bạn tốt với họ. Người xưa vẫn đang dạy, biết nhẫn nhịn và cho đi là có phúc. Người nào tính tình càng rộng lượng, phóng khoáng, tương lai của họ sẽ càng sáng lạn. Bạn đã từng làm việc với những kiểu người kể trên hay chưa? Hãy cùng chia sẻ bằng những bình luận bên dưới. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận thêm những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!